Ôi, vì lấy cha yêu dấu của chúng con cảm tạ cha, chúng con đến với cha để ngài dạy dỗ người tự chỉ chúng con. Chúa ơi, chúng ta hôm nay là ban thánh linh soi sáng mở lòng mở trí cho chúng con, mở tâm trí chúng con để chúng con nhận biết những điều mà Chúa bày tỏ cho chúng con hai bài tập hai bài học này. Chúng ạ, ôi cầu nguyện chiến lược và được khảo thư tín của sứ đồ trong sáng cùng trong với chúng con cảm ơn ngài. Ô, xin Chúa hãy giúp chúng con, xin thánh linh của ngài mở tâm trí chúng con để chúng con nhận biết để ngày mai chúng con sẵn sàng để chúng con trả thi cho trong trường bút lừa chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng lên anh chị em chúng con trong buổi họp này, xin thánh linh của ngài vận hành trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ cha, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Amen. Thank Chúa. Hallelujah. Chỉ cần là bà sạc cả đáp bằng chúng chúa sư chỉ cần là bà sạc cả Hallelujah tạ anh Chúa Jesus. Nào chúng ta bài tập của mình ra. Ngày mai chúng ta sẽ thi hai đề tài. Mục sư Ruslan sẽ tiếp nhận đề tài thứ nhất mang tên là cầu nguyện chiến lược của mục sư Ruslan. Đề tài thứ hai thì mang tên là được khảo các thư tín của sứ đồ Phaolô dưới ánh sáng của sách công vụ sứ đồ. Để chúng ta xem cái bài thứ nhất trước nhé, bài cầu nguyện chiến lược. Những câu hỏi mục sư Ruslan sẽ hỏi, đây là có bao nhiêu câu? Tổng cộng 12 câu đúng không? 12 câu. Câu thứ nhất, ông sẽ hỏi là chiến lược làm gì với sự cầu nguyện? Tức là chiến lược nó cho cầu nguyện cái sự gì đấy? Thì mình giải thích luôn, mình phải định nghĩa rõ với chiến lược, định nghĩa thế sự cầu nguyện. Từ từ phân tích mà, chứ không thể là cứ nói lung tung được. Nên ngay cả giáo viên, nhiều người giáo viên họ chỉ đưa một cái khái niệm ở đó, nhưng khái niệm nó vẫn chưa đầy đủ và thậm chí không chính xác, chưa chính xác. Nên mình anh em cứ bình tĩnh, cứ nói rằng là chiến lược là sách lược để chiến thắng. Nếu nói nhanh gọn đấy, ba thành phần chính của chiến lược là xác định được mục tiêu cần đạt, phương pháp, cách thức đạt được và phân bổ nguồn lực để đạt mục tiêu. Đấy là ba thành phần chính nhất. Cái này rất cần nhá anh chị em nhá, bởi vì mình hiểu từ chiến lược là gì mà. Xong thứ hai là cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là gọi danh của Đức Chúa Trời để thực hiện ý muốn, để chuyển giao công việc từ trời xuống đất. Thành ra cầu nguyện chiến lược đó là một cái sách lược cầu nguyện chiến trận để thực hiện cái mục tiêu mà Đức Chúa Trời ngài muốn trong đời sống của mình. Mà cụ thể ở đây đó là nước trời đến, và đây là bức tranh toàn cảnh luôn đấy, nó không phải là một cái gì mà hời hợt cả, nó bức tranh sâu rộng sắc nét đầy đủ mục tiêu, nó như như nó như trong bàn tay của mình, nó rõ hết ra. Anh em có thể giải thích như vậy để mà diệt kẻ thù nơi đó và chiếm cái miền đất mà Chúa gọi đến để làm chủ miền đất đó. Amen. Và nơi đó họ sẽ ông sẽ hỏi là ví dụ như tại sao thì phải đánh nhau, tại sao cậu chiến trận ở chỗ đó nó cùng chiến trận, thì mình nói rằng là ma quỷ ấy, là kẻ thù mà cần phải chiến trận với nó là kẻ mà sa ngã và nó lừa dối con người. Và trong kinh thánh, sách thí dụ sách sáng thế ký đoạn 3 nói rõ rằng dòng giống của nó sẽ tên là phần ba thiên sứ phạm tội đấy, sẽ cắn gót, sẽ đánh nhau thù nghịch với dòng giống của nghi nữ. Nghi nữ sẽ giày đạp nó và nó sẽ cắn gót chân của người. Và kinh thánh nói là ma quỷ như sư tử giống đấy, đi rình mò tìm chỗ nào để cắn suốt cơ. Mà Chúa đã ban chúng ta quyền phép giải tán bọ cạp và quyền cái chân không trị hại mình được. Nên cái chuyện mà ma quỷ nó cắn nuốt chân của mình đấy, cắn nuốt chân của người đấy là có, nhưng có lời hứa của Chúa là không làm gì làm hại mình được à. Nên chỉ cần mình vào trong con người mới thôi, mình biết thực sự mình là con người mới đấy, thì nó không làm gì mình cả. Còn cái phần nó cắn chỗ này gia đình, chỗ kia hôn nhân, chỗ kia là sức khỏe, chỗ kia tài chính, nó phần phần ngoài, nó không phải là con người mới của mình. Thế tư duy ấy chỉ phải đổi mới thế. Với tư duy đấy thì mình có sức mạnh để mình không đầu hàng, và mình sẽ chiếm nuốt để mình nuốt
diệt nó và lấy cả cái phần mà nó đi nó tấn công qua con cái của mình đấy, tức là cái gót chân đấy. Nhưng mình không để gót chân đấy, là cái gót chân của con ngựa thành tro đoan, là nó sẽ thấm vào chất độc của mình, tức là mình phải là để khoảng cách ấy để mà tách nó ra, đúng không? Tức là phân phân gọi là cách ly ra đấy, để hiểu rằng những vấn đề về con cái, về cha mẹ, về vợ, về chồng, về anh em, về gia đình, về tiền bạc, về sức khỏe đấy, nó không động đến con người mới của mình được. Tức là tâm trí của mình đấy luôn phải phải hiểu cái điều này đấy. Amen. Trong chiến trận đấy, cái chiến trận trong đặc nhiệm chúng ta nhé, chiến trận không phải để mà sống còn, để mà chết hay là sống, đúng không ạ? Mà chiến trận chúng ta là chỉ để sao ạ? Nhận phần thưởng vào lúc ngàn năm đấy, và có đời đời đấy. Tức là về chuyện sống đời đời là chúng ta xác định được rồi, xong rồi, không lăn tăn hết, tìm quyết là con sinh lại xong, chắc chắn con người mới xong. Amen. Xong cái tâm trí của mình là tâm trí người chiến thắng, tức là đến chỉ có thắng rồi, Chúa thắng cho mình rồi mà. Nên là cái rất quan trọng đấy, trong chiến lược đấy, cầu chiến lược thì mình nhìn bức tranh tổng thể, mình biết vị trí của mình. Những cái điều này anh chị em nói luôn là chúng tôi đã cầu chiến lược đồng nhiều năm trước rồi, một sự cờ trong đặc hiện đã cầu nguyện và đưa ra bức tranh chiều chiến lược, đưa ra đầy đủ cụ thể, đưa ra chiến lược và chiến thuật. Anh em có thể nói thế, tại vì chỉ cần đưa ra vài câu ấy là để cho giáo viên nhiều lúc mà không phải học bắt nạt mình nữa, không phải xoay mình nữa, mà họ cũng được gây dựng. Thí dụ như là có lúc ông giám mục hay ông gì ông mục sư để ông đến để ông định sát hạch anh chị em đấy, ông định ra mà mấy cái câu để mà sát hạch, đúng không anh chị em? Thì nói chung là thi đấy, thi chính thức hay thi không chính thức thôi. Ở chỗ chúng trường tôi xuôi là anh chị em thi chính thức đó, vì có trường học, còn chỗ ông đấy là ông mang đến để ông thi không chính thức, ông đưa một số câu hỏi để sát hạch, nhưng mà chỉ cần anh chị em trả lời với câu hỏi thôi là tôi họ tôi xong mình gạch luôn chỗ câu hỏi còn lại. Thì anh chị em đưa câu trả lời đấy, mình sắc nét vào như vậy vào, đúng không? Trả lời định nghĩa thế nào là chiến lược này, thế là cầu nguyện này, xong liên kết hai cái với nhau. Thì chiến lược nó cho sự cầu nguyện cái gì? Bởi vì chiến lược cầu nguyện để mà chuyển giao công việc từ trời xuống đất mà, nên là chiến lược ấy, nó sẽ cho mình bức tranh toàn cảnh tổng thể để cách chuyển giao công việc từ trời xuống đất một cách tổng thể, xong từng giai đoạn khác nhau, giai đoạn tổng thể và những giai đoạn khác nhau cuộc đời mình. Tại vì có giai đoạn là mình đi đi truyền giáo nó chỉ là một phần, ví dụ như 2-3 năm chẳng hạn này, đúng không? Sau đến 4 năm sau lại ở một quốc gia khác chẳng hạn này, ví dụ thế. Sau 5-6 năm sau lại có một cái lĩnh vực khác chẳng hạn này, đó. Tức là mình nhìn cái cuộc đời là tất cả cả cái cuộc đời luôn, và mỗi một cái khoảng đấy nó có cái gì ở đấy, và chỗ nào ấy có kẻ thù nào ở đấy đang rình dắt mình ở đấy, và cái khối lượng công việc mình cần làm gì ở đó nữa. Amen. Tức là đưa ra bức tranh rất là sâu, rõ, rộng, dễ hiểu và rõ ràng cho mình ở ở đấy. Nên cầu chiến lược ấy là cho chúng ta một cái bức tranh tổng thể sắc nét về chiến trận mà chúng ta cần phải thắng. Thì thực ra cái câu trả lời của ông ấy là câu hỏi là tìm đi làm sự cầu nguyện có kết quả và hiệu quả, thì mình chọn cái câu này thôi. Kết quả cửa thì cái câu làm sự cầu nguyện thành công cũng đúng, cầu nguyện làm sự cầu nguyện tập trung vào định hướng vẫn đúng, làm sự cầu nguyện sức giàu cũng vẫn đúng. Và khi cầu nguyện chiến lược nó sẽ đủ hết cả phần kia anh chị em, nhưng mà mình chọn là cầu nguyện kết quả hiệu quả, bởi vì đấy là ông ấy, đấy là ý nghĩ của ông là như vậy. Thì trả lời như thế, nhưng mình phải thẳng luôn đấy, vì cầu nguyện chiến lược nó có cả là cầu nguyện thành công, đúng không? Tôi không có thất bại, nó có cả là cầu nguyện tập trung định hướng, hiển nhiên rồi, tôi không đánh gió, không cầu nguyện tung, tập trung vào định hướng, xong nó có cả được sức giàu, bởi vì cầu nguyện đẹp ý Chúa mà, nên Chúa quan tâm đến việc cầu nguyện đó, và Chúa đổ dầu thánh cho mình để mình cầu nguyện được. Amen. Nó đầy đủ hết. Câu thứ nhất như vậy, và câu thứ hai là Chúa ban cho ai chiến lược trong sự cầu nguyện và tại sao? Thì trong những điểm này chúng ta chọn cái câu là cho người của vị trí chắc chắn của nước trời. Thì nước trời ấy là tồn tất cả mọi sự luôn. Và Chúa gọi là trước hết tìm kiếm nước trời, sự công bình của Ngài đã. Thành ra cái người mà không những là công dân nước trời, mà người phải có vị trí chắc chắn trong nước trời cơ. Biết được cái nhiệm vụ của mình, biết được cái sứ mạng thiên định của mình đấy, cần biết được cái vị trí của mình chắc chắn. Ví dụ như là một chức chức danh, chức năng, ví dụ như là công dân, không chỉ đơn giản công dân, mà lại là tôi là tổng thống, tôi là thị trưởng, tôi là nhân viên, tôi là lao công, nhưng mà lao công cũng biết công việc của mình thì mới được làm. Chứ còn nếu mà thường không biết, tôi cứ đi xin việc được cái được không được thôi. Như là anh chị em xem mấy ông Mexico mà đi xin đường, anh em mình đi qua mới thấy mấy ông đi xin việc đấy, họ đứng họ không có vị trí chắc chắn gì cả, ở ai cho họ thì họ làm việc vậy thôi. Và như thế họ họ họ
không có chắc chắn. thì họ không chiến lược, tức là họ luôn bị lệ thuộc, đúng không ạ? Họ luôn bị phụ thuộc là ai đó, họ luôn là bị động, ai đó gọi thì mình đi, không thì mình ngồi đấy chả biết làm gì cả. Còn cái người mà có vị trí chắc chắn đấy thì họ có thể có biểu họ nói, họ có chiến lược. Nếu mà họ biết vị trí chắc chắn, biết thời gian, họ sẽ phân bổ thời gian cho họ. Ví dụ họ biết là trong 5 năm trời họ phải làm công việc này, thì lập tức họ lập trình luôn 5 năm đấy đấy, từ giờ này họ phải đi làm rồi, từ giờ giờ họ sẽ làm việc khác, tức là họ có chiến lược luôn hết trong trong cả cái đoạn 5 năm đấy, họ có kế hoạch trong 5 năm đó luôn. Amen. Nên thành ra họ phải có vị trí chắc chắn đã, họ biết vị trí chắc chắn của mình. Anh chị em có thể định nghĩa nước trời là gì luôn để cho mục sư hiểu được, tại vì khái niệm nước trời này không phải ai hiểu hết đâu nhá. Các mục sư, thậm chí các mục sư đang nói nước trời cũng không phải hiểu hết đâu. Và vị trí chắc chắn trong nước trời ấy, đó là biết được cái bản, biết được gần chính xác. Tại biết thật chính xác thì không thể ai biết được ấy. Tại ngay bây giờ chúng ta không thể biết chính xác được, thì đến với Chúa mình biết chính xác nữa, đúng không ạ? Mình biết rõ hơn. Vâng. Và bây giờ mình nhìn gặp mập mờ như gương thôi, nhưng mà biết gần chính xác. Mình biết cái hướng nào đó của mình nó gần chính xác tới đó. Gần chính xác theo bản thiết kế tiền định của Chúa trước sáng thế cho mình. Và chỗ của mời là cái người có trách nhiệm, vì đứng đó, đứng đấy là gì ạ? Đứng đó để mà sống Chúa, để quản trị một vật, mà muốn mà cái thế gian nó bị mất, bị đổ sụp, nên mình phải tóm. Và Kinh Thánh nói là Chúa đã tìm cái người đứng nơi đổ nát, mà đứng nơi đổ nát đấy là cái người đấy phải có hệ thống giá trị nước trời, thì họ mới như tảng đá đấy, họ mới lấp được vào cái chỗ đổ nát đấy, chứ không thì mình đứng vững được mà. Chứ nếu mà họ mà mềm yếu đấy, họ mà yếu xỉu đấy, thì cái chỗ đó đổ họ dập luôn. Họ thứ nhất họ không dựng được, họ không đứng nổi, tạm thời bản thân không đứng nổi, huống chi là còn đỡ được cả cái nơi đổ nát kia nữa. Thành thử anh chị em biết đấy, là chính mình thì phải đứng vững này, thì người nhà của mình được cứu. Amen. Tại người mình đang đứng trên đổ nát của nhà mình, của cộng đồng này, của dân tộc này, của quốc gia này, mà mình còn đứng lưu siêu, thế thì làm sao mà ai ai người kia cứu nó được. Nhiều người họ không hiểu cái bản chất này anh chị em này, ở đời cầu thay cho con tôi, cho chồng tôi, cho vợ tôi, nhưng mà bản thân họ không đứng được, thế thì làm cái gì? Cầu nguyện nó không hiệu quả, vì họ phải xác định vị trí chắc chắn của họ trong nước trời đã. Amen. Họ đứng đấy thì họ phải làm mạnh, họ phải biết à, họ ra cùng cho tôi đã. Nên trong nhóm đại diện chúng ta ấy, chúng ta cầu nguyện là chính chúng ta phải mạnh đã, đúng không? Chúng ta làm việc con người chúng ta mạnh mạnh, chúng ta là vua vua chúng ta phải là cái hòn đá tảng để mà cả thế giới nó nhờ cậy vào đấy. Và bản chất của tin lành đấy mà chúng ta học rồi đấy, bản chất tin lành là Đức Trời muốn và có thể sống ở trong mình. Bác sư phải thường nhớ nhé, để khi hỏi chất tin lành là gì đấy, tin lành ấy là tất tin là tin tức tốt lành, nhưng bản chất của nó là Đức Chúa Trời Ngài muốn và có thể sống ở trong mình đấy. Tuyệt vời đấy. Để thứ nhất là cứu mình ra khỏi tội lỗi, thứ hai để biến đổi mình giống như Ngài, và thứ ba dùng mình như đấng cứu Ngạc quá. chuộc. Cái câu này, cái này nhiều năm trước tôi nhận được rồi, là bản chất nó trời, bản chất của tin lành đấy, thì là đây là cái mà cái này nó đúng hết trong Nhưng mà ba cái độ này tuổi. nó cũng giống như là của nết ấy thôi, Sao? là đừng đi đó, đừng đừng Vâng. chết, đừng vô đền Đừng thờ đừng đi đó. chân lý sự sống đấy, tức là cái cách thức này, tất cả cái điều gì mà khi mà Chú dạy tôi đấy, nó phải Chết sau nó hệ thống hết. vâng. Tức là Chú cứ dạy mình xong mình cứ hệ thống hết. Tại vì cũng tạ ơn Chúa là trong đầu mình có thể Chú cho cái tư duy gọi là cắt xúc chip đấy, tư duy xây dựng đấy, nó thành anh hiểu, anh chị hiểu tư duy xây dựng không? Tư duy xây dựng mà trong tư duy chiến lược đấy, anh nhớ đấy, tư duy mà tức là nó xấu thành, nó cấu hình đấy, nó cấu tạo này, ta xếp cục ra cục cục nào cục đấy, nó ngăn nắp cục này cục này cục này cục này cục này đấy, nó cấu trúc đúng không, nó xây dựng đấy. Nó không được đống hổ lốn này, tôi xong nó đi tìm ô cái nào ta cái nào nhỉ? Không biết đâu cả, để mình xếp cái nào ta cái nào, thành ra đến lúc mà mình lôi ra rất nhanh, à thằng này liên kết thằng này, thằng này liên kết thằng này, thằng này liên kết thằng này, thì cấu trúc như thế. Và cái thứ đấy nó đều ở trong Kinh Thánh cả. Đấy, chị em nhớ tin lành ấy là cái gì đấy, để sau này người ta hỏi tin lành cái gì, tôi các vị hay thường tin lành mà không biết tin lành cái gì. Tin lành là chú chui chết thay cho bạn xong bạn cứu. Thế thôi, sao nó đơn sơ, nó không phải thế đâu, nó còn tuyệt vời hơn cơ, nó sâu rộng hơn nữa cơ. Cái chuyện đấy là chuyện nói về Chúa Giêsu thôi, còn nói về bạn sao, bạn được cứu kết thôi. Kinh Thánh nói còn nhiều hơn nữa cơ, đúng không ạ? Nhưng anh nói còn mình là đấng cứu thế cơ. Chúa nói là cho giúp chúng ta núp cái bóng tay của Chúa dựng tầng trời lập đến đất ấy, đúng không?
Chúa nói là người, chỉ việc người mà ta người ta dùng người đưa nhà Gia Cốp đi xem trở về tan nhỏ, ta đưa cả hội thánh về với Chúa để phục hưng lại ấy. Chúa lấy việc nhỏ mà Chúa nói là ta còn làm gì nữa, cái gì đấy bắt Ra đầu nhá. đi nói lại cái ba Tin thành lành, phần tin lành đó, tin tin rồi lành là gì? thế tin lành là gì? Tin lành là tin tốt lành. Tin lành là tin tức tốt lành. Nhưng tốt lành như thế nào? Tốt lành không chỉ đơn giản là Chúa Giêsu đến chết thay rồi cứu mình, mà đơn giản thì bản chất tin lành là Đức Trời muốn và có thể sống ở trong mình để mà thứ nhất giải cứu mình ra khỏi tội, thứ hai biến đổi mình theo hình tượng vinh hiển của Ngài để giống Ngài, và thứ ba là dùng mình như là đấng cứu thế để giải cứu dân tộc. Như vậy làm trọn hết cả cả cái bản chất của Đức Chúa Trời, nói là giống Chúa để quan trị muôn vật, và nữa là cả ba độ tuổi thuộc linh, độ tuổi mà để được cứu, độ tuổi là được biến đổi, và độ tuổi làm đấng cứu thế là đấng cứu chuộc đấy, là đuổi đuổi ra Chúa đấy, đúng hết thôi. Để tin lành như thế, bản chất như vậy thôi. Thế là anh chị em hiểu cái đấy. Anh tại vì trong đặc điểm chúng ta toàn học về bản chất, anh chị em hiểu bản chất nhá, anh chị em chỉ nắm nắm Không. giữ bản chất thôi, đấy cách thức đấy, cách thức mình biết nguyên tắc biết bản chất này, biết nguyên tắc biết bản chất nhá. sau đó Xem ra sau đó nhá cái xương xương sống thực của chủ này nhá, sau đó cái hiện. gì ấy, sau đó từ cái đấy mình chế biến ra đủ các loại hết luôn. Ví dụ như chị nấu ăn đúng không, chị chỉ cần biết một cái gọi là cái bản chất nấu ăn thôi, thế sau đó chị có thể chế biến được tí gì các loại kiểu nấu ăn khác nhau các loại, cũng như là gạo đấy, chỉ mỗi gạo thôi nhưng mà nó có thể xay bột gạo xong nó làm ra hàng trăm hàng nghìn cái loại món ăn khác nhau, nó chỉ là gạo, mỗi gạo thôi. Nên cần nắm bản chất, mà trong các câu trả lời của mình ấy, mình cũng tấm vào bản chất. Ừ. Mặc dù mục sư có thể là mắng mình, đừng lo anh chị em đừng lo, tại vì tôi biết cái chuyện này, tôi biết là anh chị em cần trả lời thế nào cho tuyệt vời hơn, tại vì lợi cho anh chị em mà, mình không phải trả lời để cho xong những câu hỏi này đâu. Amen. Bởi vì nếu mình học chỉ đối phó với tư duy đối phó để trả lời được cái câu này ấy, anh chị em ạ, trả lời được cái câu này để mà cho xong đấy, theo như ông mục sư Ruslan hay là bà mục sư là bà xem, thế thì mình chỉ đẹp lòng người ta thôi mà, thế thì mình trả lời đúng, mình trả lời đúng, miễn làm sao đúng, đúng đúng thật sự ấy. Chứ không phải trả lời một cách máy móc là theo ý là cái bài này, mà ý cái bài này thông thường nếu trả lời ý bài này nhá, bản thân những người giáo viên mà nghiêm túc ấy, họ sẽ nhìn thấy học trò này học trò kiểu học kiểu học, học con vẹt đấy, là học mà không tin sáng tạo, nên họ phải cần ấy, là nếu mà học giáo viên mà giỏi đấy, là giáo viên mà có gì nhỉ, gọi là có gì nhỉ, có gì nhỉ, có gì có gì có không trách nhiệm, có gì tấm lòng, Tâm. có tâm, bằng cách giáo viên có tâm đấy anh ạ, họ đều muốn rằng trò đấy phải sáng tạo cơ, chứ không chuyện học trò nữa cái gì cứ đọc cái gì xong tập đọc y hệt như thế, không này ra cái gì, trừ bọn cộng sản nhé, bọn cộng sản thì hội đến là vớ vẩn rồi mình cũng chấp hội lung tung rồi, còn đâu còn mình ấy bất kể học trò là họ muốn học trò phải sáng tạo, tôi học học tập trò phải có chính Có kiến riêng của tâm, mình có cơ tâm. đúng không, có tâm có tầm đấy, có chính kiến riêng của mình chứ không phải là chỉ có nó lung tung tin thành tức tức này. Như anh nhớ là gì nữa không, anh chưa kịp ghi à, thôi anh nghe Chưa lại nhá, suy nghĩ được nhanh nhanh có quá thì nghe lại xong thôi, xong là xong thu rồi xong rồi đi rồi chica là ba điểm nhanh rồi. gọn lẹ Rồi nên là cái câu thứ hai đấy, ai Chúa ban cho ai chiến lược cầu nguyện, ban cho người cử vị trí sáng trong nước trời. Tại sao? Vì thứ nhất được chuyển vào tâm quan tâm nước Ngài, Đức Ngài gồm ba thành phần: Đức Chúa Trời, tất cả tạo vật của Ngài và mối quan hệ giữa các chủ thể đối với nhau. muốn anh nghĩ thì Được. học sinh nó viết bài thầy cũng phải làm một cái bài cho đúng để em học cái Chuyển đó vào công nghệ. đúng không? À, sẽ có chuyện bởi vì học sinh sẽ học sinh có ơn mà viết đấy chứ, họ sẽ liệt lấy bài họ viết ra sách chứ ạ, phải viết ra sách, bởi vì Chữ bản thân chính ấy, xác bởi vì bây giờ nếu mà em ngồi mà viết đấy các thứ ấy, thì mình sẽ không thời gian để mình làm nhiều khác nữa đâu, chính tại vì xác bây giờ mình cần thì biết không, bây giờ mình cần là mình phải còn thôi cả cái chính nghe trị nhá, đi. cả xã hội nhá, cả nhiều loại, cả điều nào điều kia nữa, tại vì nếu mà chỉ ngồi viết thì bây giờ biệt riêng như là ông Martin Luther đấy, ông ấy bị bắt bớ thì ông ấy ngồi ông ấy đọc dịch kinh thánh thôi, nhưng ông chỉ ngồi dịch kinh thánh thôi, nhưng ông ấy không làm chính trị, ông không làm các thứ được, ông không làm ABC các thứ được nữa, nên là mình phải tận dụng, mình phải, cái gì cũng phải cho kịp thời gian mà, nên thành ra mình sẽ Đấy dùng lại tài những nguyên người năm khác tháng đã mất. đúng không, mình dùng tài nguyên người khác, có người có cái ơn viết
họ sẽ lấy cái hàng họ viết rất là hay. Hồi xưa Trang, ừ. Hồi đó Dạ. Trang ở Singapore, Trang Trang đó ở ở đây đó cô xa, Trang. tại vì Trang có học quá, để Cô biết Trang cô viết, chữ cô viết mà cô viết đầy đủ cho hết. cô Singapore. Singapore hả? Thứ nhất là cô đánh máy. Đánh máy đi Đánh nhà rất đánh nhanh. tắt Cô ngồi này, cô nghe thì vẫn biết tắt chi hơi chi thằng chi cái chi khoản là biết tắt đấy, cái cô Trang ở lấy Singapore đấy. lấy hết Thế còn anh chị em luôn về thế nào, cô thế nào rồi mình nhắn cô ấy, cô không trả lời nhá. không trả lời Tôi xong hôm lại thì nữa. chả biết. Coi như là thầy Tôi vừa, tiếp đi ra tôi rồi thầy vừa giảng sợ xong chút xíu tích tắc khả lên một năng đồng. thành ra thành thử ra là đáng làm định làm thế nhưng mà làm không biết thế nào. Nam Nam lấy cái thằng chat ID IA là bắt nó đưa nó học bài tập của ông Nguyễn Đúng Mạnh Cường rồi, đấy, xong bắt nó làm việc đi, bắt nó chép lại. được được, cái đó hay đó. Học sinh có nghĩa là con sẽ, tại vì nó giỏi một cái là nó tóm tắt rất là tốt, nó có khả năng phân tích và tóm tắt rất là tốt, nên Đấy mình chỉ đưa cho nó bài vứt cho nó cả đống thông tin rồi biến nó ghi lại cho nó hợp lý. ghi lại. Lại cho anh sao mà nó có bố cục đó. Sau này mình phải viết như thế mà. Một sân đây ông viết sách, tại sao ông viết được cả 500 700 cuốn, bao nhiêu thế. Vậy ông thông minh ở chỗ đấy, ông bao nhiêu cái người kia ngồi viết thôi, viết lại các bài giảng đấy. Thế sau ông xem lại ông ok được. Bởi vì làm sao tiếng Nga của ông làm sao viết được sách, có hiểu không ạ? Vâng. Nếu mà ông viết ra danh kia ông chỉ chỉnh thôi, những người kia họ sẽ viết, họ chỉnh, họ hiểu đến đủ đủ hết lại hết thì mới ra là sách chứ. Bạn ông gõ đã chậm rồi. Shakara. À, chúng ta quay trở lại nhé. Thì biết vị trí của nước trời. Thứ nhất chú quan tâm nước trời là một này, đúng không? Đúng không? Ba thành phần như vậy này, quan trọng. Thứ hai nữa là Đức Chúa Trời ấy, cái người mà biết vị trí đấy thì họ sẽ có uy quyền. Để chúng ta biết là vị trí xác định quyền lực mà, thì có quyền lực đấy mới bắt bản chất quyền lực đấy, là bắt gì ạ? Bắt những tạo vật khác, phải bắt người khác đấy, phải làm theo luật pháp, đúng không? Tự quyền lực ấy, là cái khả năng bắt người khác làm theo ý của mình, mà quyền lực Chúa ban cho là cái khả năng bắt tạo vật khác làm theo ý của Chúa, tức là luật pháp của Chúa, tức là luật, chẳng qua là thi hành luật pháp, thực thi luật pháp. Chúng ta học rồi mà. Nên uy quyền tức là cái vị trí của người đấy là để cho sao thi hành, thực thi luật pháp của Chúa. Vì thế mà Chúa mới ban cho người ta chiến lược. Cái người biết được uy quyền của mình, tức là biết vị trí của mình trong cái trời đấy, chắc chắn đấy, thì người đấy mới có uy quyền, tức là cái khả năng để bắt các tạo vật khác làm theo ý của Đức Chúa Trời. Thành ra Đức Trời mới ban chiến lược cho người đấy. Amen. Cái này chúng ta mở rộng ra nhé, chúng ta phân tích rõ ràng đấy, để chúng ta liên kết cả cái định nghĩa về thẩm quyền là gì, đúng không? Chúng ta học bài thẩm quyền rồi mà, lần trước đấy, để nói rõ ra như thế. Thẩm quyền là khả năng, anh chị em phải nói thế. Vị trí chắc chắn như trời, vị trí đấy sẽ xác định cho người ta thẩm quyền. Thẩm quyền là khả năng để bắt người khác làm theo ý của mình, và ở đây có khả năng khiến các tạo vật khác phải thực thi luật pháp của Chúa. Chính vì thế mà Chúa mới quan tâm người này, để Chúa cho người chiến lược để làm có hiệu quả. Thế thôi, chứ không phải là đơn giản là tìm người kiếm nơi đổ nát dân tộc này, xin đổ nát chỗ tìm ấy chứ, nhưng mà phải hiểu sâu hơn. Amen. Thì người đấy là có vị trí mà, thành ra họ mới biết chỗ nào đổ nát, họ biết dựng đổ nát bằng chất liệu gì. Câu thứ hai được nhá, câu thứ ba này. Theo giáo lý thì Chúa tìm kiếm ai về cầu nguyện chiến lược? Thì có ba bốn phương án: thờ phượng Chúa, hầu việc người khác, thánh khiết không tìm ít, và cuối cùng là người tìm nước trời và sự công bình. Hiển nhiên nước trời rồi, chúng ta biết nước trời tóm hết tất cả mọi sự mà. Nên chúng ta cũng giải thích tương tự là Đức Chúa Trời thì nước trời gồm Chúa các tạo vật và quan hệ giữa chủ thể. Thành ra là cái khái niệm này nó bao phủ hết tất cả các câu hỏi còn lại, là cả hầu việc người khác, cả thánh khiết cùng TV và cả gì ạ, thờ phượng Chúa, đầy đủ hết. Nên cái người mà quay lại với giáo lý của sự cầu nguyện chiến lược chứ, ông muốn dạy giảng chuyện đó nữa. Thì ông ấy hay giảng về những người tìm nước trời, tìm sự công bình, tức là phục hồi sự công bình của Chúa đấy ở trong lĩnh vực đang bị đổ nát. Thế thôi, tức là chúng tìm kiếm những người chịu trách nhiệm để phục hồi sự công bình giá trị của nước Chúa thôi.
chú đang thiếu người như thế mà, chú chưa đang deficit người như thế, thì chú tìm kiếm người đấy, thiếu người đấy, thiếu thầy thợ gặt đấy. Thì chú nói là mùa gặt thì chúng mà có con gặt thì ít. Thứ tư, câu thứ tư, ai có quyền năng để vận hành, ai có quyền để vận hành trong quyền năng của Chúa trên đất? Những câu hỏi trả lời là người bắt đầu phục vụ trong hội thánh, người đầy lửa gánh nặng, người yêu người khác và người bước trạng thái người con. Đấy, cái người có trạng thái của người con đấy là cái người con này, con trưởng thành đấy, không phải con baby đâu. Cái vị trí người con này là vị trí hợp pháp, vị trí này là vị trí để nhận quyền cơ nghiệp, nhận quyền kế tự. Chính mà nhận quyền kế tự nên họ mới có quyền vận hành quyền năng của Chúa, vì quyền năng của Chúa cũng là một sự kế tự của Chúa Trời. Amen. Anh chị phải ghi ghi âm ghi, ghi nhớ này nhé, ghi thêm vào cái bài học của mình đó. Vì quyền năng đấy cũng là cái cơ nghiệp, là một trong cơ nghiệp của Chúa, đúng không? Nên vận hành trong quyền năng của Chúa tức là thực hiện gì ạ? Vận hành trong quyền năng của Chúa. Nên nói lại nhé, quyền năng cũng là một trong những cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho người đó. Nên vận hành trong quyền năng của Chúa ấy, là đang thực thi cái quyền hợp pháp, cái quyền kế tự của mình. Mà kẻ kế tự khi còn thơ ấu thì không làm, không thực hiện được, thành ra chỉ có con trưởng thành thôi. Thành thử ra là câu trả lời là cái người mà vào trạng thái của người con trưởng thành mới có quyền để vận hành trong quyền năng của Chúa, mới có quyền thực thi cái gọi là gì đấy, cái gì, cái cơ nghiệp đấy Chúa ban cho. Amen. Thế thôi. Thế còn tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ câu hỏi câu trả lời đấy. Chúa Giêsu làm gương cho mình đấy, đúng không? Chúa Giêsu làm gương cho mình rồi. Chúa làm sao? Chúa ngài là con nhé, ngài phải báp têm, ngài làm trật tự hết, đúng không? Ngài thí dụ từ baby này, mới đẻ này, ngài không vận hành á. Đâu có chuyện ngài là mặc dù ngài là con Thiên Chúa, đúng không ạ? Là con Chúa Trời đấy, ngài cũng là con người đấy. Thế nhưng mà lúc đấy chưa, lúc cái thời đấy của Chúa chưa làm con trưởng thành. Để cho đấy ví dụ như vậy. Nên là khi Chúa vào đời phát đấy, Chúa làm sao cứu được ngay đâu. Thậm chí Chúa vào đời phát chết bao nhiêu con chết, con chết oan không thể cứu được cả, mà chết oan bao nhiêu đứa trẻ đó, chứ không cứu được ai cả lúc trong lúc đó. Thậm chí vậy nên nên mình chỉ ra ấy, là trẻ con ấy là không cứu được ngay đâu, mà phải trải qua một quá trình đã để trở thành người con trưởng thành đã. Nên Chúa Giêsu làm một câu gương như vậy, ngài vừa sinh ra đời ngài không cứu được ai cả, và thậm chí có người chết vì ngài. Nói đến một sự đồ sàn chắc cười em ạ. Nên nếu có thể phát hiện ra cái bày tỏ đấy thực sự đấy, nên là chúng ta nhìn thấy là nếu chúng ta thực sự là con Chúa Trời đấy, thì khi chúng ta còn đỏ đấy thì nhiều người chết vì mình đấy, nhiều chết vì nghĩa khác, nghĩa nghĩa cả nghĩa tích cực là bị chết oan, còn cả nghĩa tiêu cực bởi vì mình phá phách. Nên kiểu gì cũng chết, không chết kiểu này chết kiểu kia, không chết kiểu chính thức thì chết kiểu lung tung. Sao đó. Không kiểu này kiểu kia thôi. Nên nên là mau chóng mà ra khỏi cái thời con trẻ. Amen. Mau chóng mà thoát được cái thời con trẻ. Nên Chúa phải nói là chúng ta hãy vượt qua sự học tin lành Christ mà đấng Đúng Christ chọn lành, rồi, sự chọn đừng có mà lập này này nữa, đừng đừng tại vì như thế chỉ con trẻ thôi, con trẻ thì đối thôi chỗ đánh nhau suốt thôi. Nên là phải học để mà học, để mà học như thế nào đấy, để nhận thế nào làm con thì làm thế nào, thì anh chị em nhìn thấy những à, đấy là những vấn đề sau, đúng không? Những câu hỏi sau làm con nhưng mà nên anh chị sao cứ giải đâu mấy người nó họ bị trái thì cũng trong ý muốn của Chúa. đương nhiên ý muốn là ý muốn của Chúa, là ý muốn tổng thể thôi chứ không ý muốn trọn lành của Chúa đâu, À, đúng không? tại vì các ông vua đó cũng có quyền lực không sử dụng. Sao Rồi. sao nó nói quyền lực ông vua đó cũng có quyền lực nên ông giết được nhiều người. Và lấy là cái chuyện chẳng là người con ấy, con trưởng thành rồi như thế nào, từ từ con sinh ra này, sau đó lớn lên này, phải chịu dưới tình cha con của Joseph và Maria này, rồi đến thời điểm của ngài, ngài báp têm để khẳng định này, được cha thực binh, cha thiên thượng đã khẳng định con yêu dấu của ngài đẹp lòng ấy, sau được đưa vào đồng vắng thử thách này, sau đó là chiến thắng và ma quỷ thừa nhận những thẩm quyền của ngài này,
Sau đó ngài mới thi hành chức vụ và vận hành trong quyền năng của những cái người, và con trưởng thành thì mới nhận trách nhiệm lên mình với đất nước và dân tộc. Amen. Thì ra mới được vận hành quyền năng của Chúa, Chúa ban quyền năng để mà để nước trời được mở mà. Rồi câu 5 này, ai là người khôn ngoan theo giáo lý về cổng chiến lược? Đó, giáo lý đấy thì người biết Chúa, người chuyên môn, người có năng khiếu sức giàu và người biết ân tứ lĩnh vực của mình. Thì theo giáo lý đấy, chúng ta biết là người biết ân tứ thiết định của mình, thì người này biết được cái bản thiết kế thiết định của mình, biết sự kêu gọi của mình, biết chức năng của mình, biết sứ mạng của mình. Khi biết sứ mạng thì họ sẽ phải biết ân tứ và lĩnh vực. Còn chuyên môn thì khác, chuyên môn có thể thì vẫn đi làm thuê, biết Chúa, không phải nhận biết mà biết thôi, biết Chúa, ma quỷ nó vẫn biết Chúa, đầy người biết Chúa, ai biết Chúa cả. Năng khiếu sức giàu thì đầy người có năng khiếu và sức giàu, cũng có một số và những cái người mà đầy đầy thì đầy một sự sức giàu ấy, nhưng hoàn toàn không khôn ngoan tí gì cả, không khôn ngoan. Họ sức giàu họ cứ xong rồi họ thì họ chả biết cái gì cả. Hỏi là anh em có làm ờ rồi chết nó bơi, anh tự đẩy tôi ngã ngã này ngã xong mình quên luôn vì không hỏi nữa, thì đó cũng rất là khôn đó. Không trả lời nữa. Muốn hỏi câu hỏi gì đấy là chỉ cầu nguyện cho anh ngã, anh quên tịt luôn câu hỏi. Nam nhé, ở đấy là không khôn ngoan rồi. Một người khôn ngoan ấy là người biết ân tứ lĩnh vực của mình thành ra, họ biết cái ân tứ để gì, ân tứ để mà là ân tứ như cái công cụ để mà thi triển trong đất hứa, để mà đánh đánh bại kẻ thù của mình. Tại vì chúng ta nhớ cầu chiến lược là cầu nguyện chính trận này, không có đùa đâu, cầu nguyện đánh toàn với cái hội mà gọi là đầu trùm rơi cướp, toàn bọn cao thủ võ lâm của ma quỷ thôi, chứ không phải mấy bọn bọn làm vặt đu đu như là người ta đuổi quỷ mấy bọn làm vặt thế đâu. Như là những cái trò mà đám đông người hàng trăm nghìn người tụ tập đấy để cầu nguyện đuổi quỷ, ta phải mấy vài người đến làm vặt, đến rất là đoạt đuổi đuổi vài con quỷ làm vặt, còn quỷ lớn to đùng thì không, họ chỉ lôi ra những người quỷ quỷ đoạt. Thế còn cái câu chuyện chúng tôi đuổi quỷ đấy, đến cái chuyện mà chú đang chỉ ra cái phương thức đuổi quỷ thôi, chứ không phải là nhìn vào. Tại nhiều người họ nhìn, họ không nhìn thấy nguyên tắc, họ chỉ nhìn bề ngoài, họ không nhìn bề trong. Cái chuyện mà chú đuổi quỷ mấy con quỷ lặt vặt đấy, rồi chú chỉ con quỷ quỷ binh binh của binh binh đoàn ấy, phải hiểu sâu sắc cái câu nói đấy của Chúa, đúng không? Hai năm con. Vâng, cái quỷ rồi cả cái người, đúng rồi, cái người mà họ ngồi ở trong đi cái quỷ binh đoàn, cái quỷ mà cái người ở trong mồ mả, đúng không, đi ra sức đánh đập bình sau không ai làm gì được họ cả. Thì đấy là con người tượng trưng dân tộc, khi mà nhìn đấy là tượng trưng cho một cả dân tộc, cả một quốc gia, chứ không phải là nằm cá thể. Ngày nay người ta không hiểu, người ta chỉ đuổi quỷ ra một cá thể, một vài con người, nhưng mà họ không nhìn thấy dân tộc là một quốc gia. Để chú nói đó, Israel ấy là một người nhưng mà là cả một quốc gia, nên họ không nhìn thấy điều đấy. Họ nhìn thấy phiến diện, họ chỉ nhìn thấy là một con người thì đuổi mấy con quỷ lặt vặt thôi, nhưng con quỷ mà trên cả quốc gia đấy thì họ không làm. Trên 2.000 con. 2.000 con thì còn hơn hơn nữa cơ, hơn nữa cơ, và quốc gia họ không làm. Nên cái người mà khôn ngoan ấy là biết ân tứ của mình nhá, để mà thi triển để đánh các kẻ thù nào đấy, biết kẻ thù đâu. Và ở trong châm ngôn 21 22 chúng ta nói đấy, là người khôn ngoan là leo lên thành kẻ mạnh sức, đánh hạ tất cả đồn lũy nó trông cậy, leo đồn lũy của nó. Kẻ mạnh sức là ma quỷ đang chiếm lĩnh các lĩnh vực mà Chúa gọi mình đến để mà giải giáp vũ khí của nó, không phải đến để đánh nhau nó đâu nhá. Anh ở đây ông vẫn dạy là đến đánh nhau nó đấy, tại vì họ vẫn chưa hiểu, họ vẫn chưa hiểu. Chúng ta cho bảo nghiệm là chúng ta đã chị thi chị chống mắt đây này. Là, Sao em nghe mà à, chị nghĩ tức là chị chúng mỏi ta mắt ở trong bản nghe. hiện của mình đấy, là chúng ta không phải cầu nguyện đi đánh nhau để mà thắng thua với nó, để mà sống còn với nó, mà chúng ta biết là để giải giáp, để trong tư duy của mình đấy đến để mà giải giáp vũ khí của nó thôi. Chúng ta thắng thôi mà, Chúa Giêsu đã thắng xong thôi, không có không, không tức là đến để thi hành án, đến để đến đấy ạ, mày chạy chúng chỉ thấy nó chúng rất ra đồng luôn. Tức không có chuyện là thua xong liền xỉa, ôi thì con về con bị thua chú ạ, ôi chú ơi chắc con thêm sức đi rồi, thêm quyền năng, thêm thánh dầu, thêm nào xong cũng dạy ta cho hết con tin hay con tin không, nhưng mà đâu có, con đuổi nó không ra. Thế con tin không, con tin con nhìn bề ngoài thì thế, thì tin thế nào, nhìn thế nào thì tin thế đấy, tin nó không ra thì tin thế, tại Mày nhá, tao năn nỉ mày ra khỏi người này nha. sao Có người là vâng có có đồ người mà có vâng đấy cho mình một cái. vâng tức là Tao năn nỉ mày nhá, mày ra khỏi người này nhá, đừng có hại người ta nữa. đấy tức là vâng tức là họ không biết quyền năng của họ, Một vị tệ quá rồi, đúng không? không nói gì Quyền năng hết. họ không có, họ không có quyền năng, họ không biết cái quyền năng của họ, nên họ họ tuyệt đối đây. Còn mình biết chắc chắn là mình đến là giải giáp vũ khí thôi, mình đến chỉ có đuổi
có không được đợt này thì mình thiếu gì đấy, không sao, mình về mình sắp sắp lại thời gian, sắp xếp lại gì nhỉ, giấy tờ đấy, sắp xếp lại công cụ đến đòi tiếp, vậy là chắc chắn là được rồi cái phần của mình, chứ không có chuyện là nó sẽ không ra đâu. Quên ngay cái ý tưởng đấy đi nhá. Amen. Mỗi chuyện như là các cô giáo thần học đấy nói là ôi phải đuổi, ôi phải 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 nhìn trong linh, phải đuổi đuổi ABC nhìn trong linh, thì mình đang sống trong linh còn gì nữa, phải nhìn rõ hơn đi, phải biết được cái đồ lũy nó trục quậy là đồ lũy, thứ nó quỷ này, thứ hai là đồ lũy trục quậy là gì ạ, là con cái cũ đúng không ạ, và đặc biệt đấy đồ lũy nó trục quậy chính là gì ạ, chính là cái tư tưởng trong tâm trí mà nó nhét vào đầu con người đấy, là con người yếu đuối, còn nó là chúa, nó là ABC đủ đủ đấy, đấy cái đồ lũy đấy, đồ lũy tâm trí của nó phải dập nó đi. Nên người có ân tứ, lĩnh vực là miền đất hứa của mình, mà lĩnh vực của mình là gì, miền đất hứa của mình chúng ta học rồi, cái lĩnh vực đấy tại sao mình là lĩnh vực tiền miền đất, khi chúng ta trả lời lĩnh vực là miền đất hứa của mình, nơi mà mình thi triển được các tiềm năng của mình ra để làm chủ ở đó bằng các hệ thống giá trị nguyên tắc đất trời. Amen. Đấy là hồi đã học trong sách tương lai Việt Nam đúng không ạ, có nói định nghĩa miền đất hứa của bạn gì đấy, à, lúc nào có anh chị em nào đó hỏi tôi thế là miền đất hứa, không miền trời hứa đâu, miền đất hứa là cái lĩnh vực hay miền đất mà anh chị em ở nơi đó anh chị em thấy. Vâng, cái này biết rồi, phải biết Mà rồi chứ, cứ nó là nhỏ nhỏ như vậy thì thích hơn. chỉ cần ngày xưa mình đừng cứ bị dị ứng như thế này, mà ăn gì Miền đất hứa. miền đất hứa hay cái lĩnh vực của mình đấy, lĩnh vực mà chú gọi hay miền đất hứa chứ không phải miền trời hứa, là cái lĩnh vực hay miền đất nơi mà mình có thể thi triển các tiềm năng của mình ra để làm chủ ở đó, tức là mình bắt cái miền đó phải phục dưới mình bằng những hệ thống giá trị nguyên tắc của vương quốc của Chúa Trời, nơi đó mình là vua, nơi đó mình là tổ phụ nơi đó, thì đó là lĩnh vực của mình đấy. Amen. Mình là trưởng nam mà, rồi làm thế thôi, ân tứ là cái công cụ mà Chúa ban cho để mình sử dụng áp dụng trong miền đất hứa đó, để Chúa định sẵn trước sáng thế cho mình rồi. Ok, câu thứ sáu này, ai có thể dẫn dắt sự cầu nguyện chiến lược, hướng dẫn ấy, dẫn ấy. Không phải ai cũng cầu nguyện đâu, mà đó là con Đức Trời, thấy không? Không chỉ con trung tín thôi đâu, không như con phục vụ đâu, Ai không con trong nhà đâu, mà hiểu con Đức Trời. chưa hiểu Vì thứ nhất mình trả lời Đức Trời là Đức Trời nào, cả trung tín, cả phục vụ và cả trong nhà, đầy đủ hết, Đức Trời còn đó là một sự rồi đó. Nên là con Đức Trời ấy là con trưởng thành đấy, là con biết vị trí của mình đấy, con được hợp pháp công nhận đấy, con mà quyền cai trị giấy trên mình đấy, trong sách Isaiah 9 nói, như anh chị em có thể không cần dẫn chị kinh thánh, chỉ nói thế thôi, nói về cái ý chính thôi, tại đọc kinh thánh thì nhiều rồi, thì là con của nước trời mới dẫn sự cầu nguyện được. Từ trước chúng ta nói rằng những người mà được ban chiến lược là trạng thái của của người vị trí nước trời mà, là của người con trưởng thành mà, con trưởng thành mới được dùng cơ nghiệp thì họ mới dẫn được, thì họ được ban cho chiến lược mà, họ ban chiến lược thì họ mới dẫn được. Amen. Để câu trả lời trước mà chúng ta nói là ai có quyền vận hành trong quyền năng của Chúa đấy. Rồi tiếp nữa cái câu nói đó là ai là người Chúa tìm kiếm, ai và Chúa ban cho ai chiến lược sự cầu nguyện đấy. Câu 2 đấy. Và ai có quyền vận hành, câu 4, quyền năng Chúa trên đất, toàn những người mà người con. Và thứ hai, ở câu thứ hai là câu câu gì ạ? Câu người vị trí trong nước chưa? Cái vị thế. Ồ, cái gì đó ở đâu? Đúng Lên đó, bút tôi song nan lo ai cho chu tre can him phu cái koi gì lai phi o đó? bia tran yak ti roi nên kai tim tu ok nu oi six tri chu chen Anh yak bấm ti chào nhé. roi nu oi con tru on ton Em ti bấm gai cái gì? ban Trò chơi sao? Rồi, xin lỗi anh em nha, xin lỗi chị em. Tức là câu 2 ấy, nó nói rằng là được chiến lược là người bị chia ra nước trời, và câu 4 nói là ai có quyền vận hành quyền năng Chúa trên đất, đấy là người trẻ với người con. Thì nó trả lời cho cái câu 6 đúng không, là con của nước trời đúng không, con nước trời, tại vì được ban chiến lược là một này, để được được quyền vận hành quyền năng đấy thì mới dẫn được sự cầu nguyện được.
thì mới đủ hợp pháp và có thẩm quyền, tức là có đầy đủ, có cả khả năng, đúng không ạ? Đầy đủ hết để mà dẫn sự cầu nguyện chiến lược để thực hiện hiện ấy, vì được ban chiến lược và lại được có quyền và được vận hành trong quyền năng của Chúa nữa, thì thực ra họ dẫn được sự cầu nguyện chiến lược. Mà anh chị em chúng ta cầu chiến lược mấy năm về trước đấy, có nhớ không? Cầu chiến lược chúng đánh tam tành đấy, anh chị em đi theo, lúc đấy anh chị em có dám dẫn đâu, đúng không? Chỉ như mà đi theo thôi, nhưng mà đi theo sau anh chị em lớn dần, đúng không? Lớn dần xong anh chị em trưởng thành, thấy được vị trí mình trong nước trời nhá, đúng không? Thấy được mình vị trí người con nhá, đúng không ạ? Được thẩm quyền đạo thẩm quyền, sau đó mình tự mình đặt luật, bắt đầu mình mới bắt đầu dẫn được. Và lúc đầu thì chưa biết, tại không dám dẫn, dám dẫn thì thấy có sự 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 sợ hãi bên trong ý, nó sợ rằng nó bị đập nó xong nó quay trở lại nó trả thù mình sao. Còn cho cố xanh. Rồi câu thứ bảy, thế nào nó bước vào trạng thái người con? Xây nát Rồi, bây giờ nó cụ thể chi tiết là thế nào gọi là bước vào trạng thái của người con, thì chúng ta nhận câu trả lời câu thứ hai đấy, là gồm bốn bốn thành phần đấy, bốn thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần là được ấn chứng của cha thuộc linh của chứng mình, dạ. trạng thái người con đấy là cha thuộc linh đã, trước khi là cha thiên thượng nhá, và cha thuộc linh nữa, tại vì ít nhất người khi người đẻ ra sang người ta biết cha thuộc thể, à, cha thuộc linh, cha thiên thượng là ai, ít nhất họ phải được sống ở cha thuộc linh nữa, đúng không? Tất nhiên là cha thiên thượng là tấp rồng thể rồi, nhưng họ chưa nhận ra thì họ là ấn chứng của cha thuộc linh đã. Thứ hai là được trang bị khải tượng của Chúa là cha thuộc thuộc cha thiên thượng. Cái này anh chị em không nhất thiết sắp xếp theo cái kiểu của một sư nữa nhé, tự mình theo của mình. Thứ nhất là ấn chứng của cha thuộc linh, bởi vì bất kể ai sinh ra cũng phải là con đó, lúc ấy họ chưa nhận được cha thiên thượng là ai cả, nhưng khi họ được lớn mạnh trong thai thiên thượng rồi thì họ bắt đầu mới nhận được trang bị khải tượng từ Chúa, tức theo cái cách trả lời của ông, tức là được cha thiên thượng ấn chứng tiếp nữa, và trang và Chúa ban cho thần khải tượng nữa, và lúc đó họ thắng thì họ mới thắng thì họ mới bây giờ thừa nhận ma quỷ, nó thừa nhận mà họ thẩm quyền của họ. Sau đó họ được Chúa chúc phước và dùng hội thánh để sai đi, đáng lẽ nó phải như thế thì nó hợp lý hơn. Như Chúa Giêsu cũng vậy đấy, ngài ân chứng cha thuộc mẹ thuộc linh, lúc đó của ngài là lúc đấy là ai ạ, là cha mẹ thuộc thể đấy, cũng tương tự thuộc linh đấy, Joseph. là là Nhưng mà Joseph Joseph Maria. cũng đặt là cha thuộc linh luôn. Và một ấn chứng nữa là của cha thiên thượng là khi làm báp têm với ông gì ông Giăng Báp-tít đấy, cha thiên thượng khẳng định đấy và trời mở ra đấy, sự bày tỏ đấy, con đưa dấu đẹp lòng ta mọi đàng, tức là được ấn chứng của cha thiên thượng đấy. Và Chúa nhìn thấy sự bày tượng đó là con của ngài, sau đó là ngài được thánh đưa đồng vắng thử thách, sau đó ngài thắng ma quỷ, nó thừa nhận thẩm quyền bởi nó bỏ đi mà nó thua, nó thừa nhận không bắt được nữa, và ngài ngài chỉ nhìn thấy những gì cha làm thôi. Ngài hạ mình nhận báp têm nước từ dòng báp tít cho trợ luật pháp này, từ ngày được cha chúc phước và sai thế gian để thực hiện, nên thành ra là mình chọn cái phương án này thành cái con. Tại trạng thái con nó phải đầy đủ hết cả hai phần nhé, cả con thuộc linh đúng không, và cha thiên thượng, tức phải có hai chiều ở đây mình, tức ngoài khái niệm là con thuộc thể hiển nhiên rồi, còn mình đang nói với thuộc linh mà là có cha thuộc linh và cả cha thiên thượng nữa, hai là cái đôi chân này phải đi song hành với nhau, không được tách ra, thì Chúa muốn như thế. Câu thứ 8 này, tại sao quan trọng đầu tiên về bước vào vị trí người con đó, sau hành động trên đất? Hiển nhiên phải hợp pháp đó, cái gì cũng phải có hợp pháp, phải có vé vào cửa đó, đúng không? Thì ông nói trả lời câu hỏi đấy, vì thế tâm linh hợp pháp và cần có vé vào cửa để quyền vận hành, đúng không? Phải bước vị trí người con đó mới hợp pháp, thế giới thuộc linh rất là hợp pháp thực tế. Và Chúa Giêsu và các sứ đồ, các tiên tri đều là mẫu như vậy cả. Và khi mà không vào trán người con ấy thì thậm chí còn đuổi ra khỏi chức thầy tế lễ cơ, trong sách Ezra và Jeremy và Nehemi đấy, khi người ta không tìm gia phả, tức là không được trạng thái con của ông là con ai đấy, tức là mất gia phả đấy,
đuổi ra khỏi trước thầy tế lễ. Mình cho nói phần đó không? Dạ, Mình cho mình nói cứ nói ra, ông không dạy nhưng mình cứ nói ra, ông dạy dạy cái khác, ông dạy cái gì gì lâu, nhưng mà mình nói cái ngắn gọn thôi để làm dí vào đây. Mà khi khi mà hành khi mà là con thì chúng ta biết rồi, con thì mới có quyền vận hành, con được ban cho chiến lược, con quyền vận hành trên quyền năng trên đất, thì lúc đấy hành động mới, hành động mới mới hiệu quả được, chứ không thì hành động bị đập tan tành luôn. Nên tất nhiên là ông có thể hỏi thế tại sao lại không vì trật tự hội thánh đòi hỏi như vậy, bởi sao, bởi vì nếu mà tôi chỉ vâng theo hội thánh thôi thì tôi đã bỏ hết cựu chí với nhiều hội thánh, còn trẻ con mà họ sai trái mà họ có toàn vẹn đâu. Rồi tại sao leader trên mạng đòi hỏi như vậy cũng không phải thế, đúng không? Sắp xong rồi, xin cho em thêm thêm dẫn để cầu nguyện xong ngủ và rồi hôm nay thì biệt riêng ăn ít thôi, thì muốn ngủ gì ta xong Đâu còn mấy câu nữa mấy câu nữa, sau đó còn cả cái hiệu nhanh thôi, còn đề tài khác. Tiếp câu thứ 9 này, tại sao con trai các thầy tế tượng phẩm Seva bị tà linh hành hạ? Câu trả lời vì là họ vận hành trong thế tâm linh mà không nhận được quyền và trạng thái của người con, trạng thái đấy, chứ không phải cầu nguyện không đủ đức tin hay là họ con chống trả ma quỷ mà họ có tội lỗi kín dấu, rồi họ không chống trả ma quỷ mà không phép xin phép cha của họ ở đây, mà họ là họ không nhận được quyền và trạng thái, không có vị trí, không địa vị, địa vị không có, trạng thái không có, trạng thái địa vị không có, thứ hai là quyền không có, thế gì mà có thẩm quyền để mà làm, thì đấy mà ta đi hành hạ thôi. Tất nhiên đôi lúc mà chúng ta nhìn thấy có bọn ma quỷ nó cũng đuổi quỷ đấy chứ, nhưng mà nó đang đóng kịch, nhớ là đóng kịch nhé, Đó. chúng ta nhớ cái phương án, tại vì nhiều người họ sẽ hỏi ô nhưng tại sao hội đó thì bọn nó đóng kịch nhé, thì mình hỏi là ma quỷ là kẻ nói dối mà, thế bây giờ là anh tin ma quỷ à, tìm cái thể ma quỷ xong tin nó, thì nhiều mục sư nhiều hội thánh ấy, họ ngây ngô ấy, họ biết ma quỷ là trang sự nói dối nhưng họ vẫn tin vào sự thể hiện ma quỷ, có thế thì được mâu thuẫn chưa, tại sao anh không tin lời Chúa mà tin sự thể hiện ma quỷ, tin ma quỷ nó khai, nhưng thậm chí có một số mục sư còn còn thích cái trò là khai, gọi là tra tấn người ta, khai khai ta ma quỷ mày vào đây người này lúc nào Tên mày làm cái nào? gì đây làm gì, xong cứ tin tin xong rồi cái bọn dân sự ngu dại thiên quá xong rồi thôi, thế là bị lừa toàn đóng kịch. Phải nhớ là ma, chúng ta có một cái được Chúa bày tỏ là ma quỷ nó đóng kịch với nhau, À, nên phải cái đó nhớ là đúng. nó đóng kịch với nhau, phải nhớ điều đấy, nó đóng kịch với nhau, Đó dối. nó kiểu nói dối mà, nên nên vì thế mà mấy cái ông thầy con trai cái thầy tượng phẩm này là mặc dù họ cũng có cha tù linh là cha của họ đấy, nhưng họ không có trạng thái con nước trời, nên vì thế họ không ban chiến lược, họ không có quyền năng vận hành quyền năng của Chúa trên đất, nên khi mà va chạm với quyền năng ma quỷ là ma quỷ nó đập lại, đơn giản thôi. Amen. Vì họ không nhận được chọn, họ không vào trong trạng thái của người con thật, mà không có, nó không được ban quyền vận hành trên đất, đúng không? Vì cái quyền vận hành trong quyền năng của Chúa là gì, chúng ta câu 4 đấy, ai ai cái người mà có quyền vận hành trong quyền năng Chúa trên đất là người bước vào trạng thái người con, là con trưởng thành đấy, còn đứa này nó có trưởng thành đâu, nó con của một cái ông thầy tế lễ thượng phẩm, mà thầy tế thượng phẩm này ngây ngô mà. Bản thân mấy đứa nó cũng chẳng có sự sinh lại gì cả, tức không có thẩm quyền về người con nước trời, nên không, nên không làm gì được, nên nó cứ đánh đập cho tê tua ra. Rồi câu 10, câu 10 nhá, điều gì là quyền năng vận hành của sự cầu nguyện chiến lược, gánh nặng hay sao, hay là thần thiêu đốt và sự sức giàu, hay là nhu cầu mình tài nguyên mình cần xin cái gì đó, mà là thần khải tượng, mà thần linh sự khải tượng, mà thuần hóa thần của mình đấy, đây cái điều vận hành trong cuộc chiến lược là thánh linh của Chúa, là thần khải tượng đấy. Chúng tôi nói là thánh linh của Chúa vận hành, và cụ thể là thần của cái sự bày tỏ hay khải tượng đấy, thần sự tỏ ra, thần sự bày tỏ,
tỏ ra không chỉ tỏ ra là một sự tỏ ra đơn giản hình hình ảnh nó đâu, mà cái khải tượng rõ ràng này, thí dụ như chúng ta đây là sự khải tượng này này, mission của mình này, nó không phải là sự mình nhìn thấy một cái hình ảnh nào đó xong mình nói ra anh ạ, mà cụ thể nó là cái, như là cái chiến lược, như là cụ thể luôn cái vision nha, tức là cái tiếng Anh của nó là vision, không vision không đúng đâu, cái này nó là cái nghệ thuật để mà tiến hành chiến tranh. Cái từ Virginia đấy nó là nghệ thuật tiến hành chiến trận anh ạ, chiến lược đồng chuyện nhé, nhưng nó còn nghệ thuật tiến chiến trận, tức là cái cách thức thi hành, đúng là cách thức thi hành chứ không chỉ đơn giản là mỗi cái gì Cái cái đấy ở Ukraine đấy, này chỉ cần bạn sẽ cần một tuần virus. Nên thành thử ra là khi có khải tượng Chúa cho mình nhé, vì khải tượng Chúa cho mình chính là Đức Chúa Trời, chính là Chúa luôn. Thế nên là một chúng ta đọc trả lời một khía cạnh của Chúa nên là thần bày tỏ. Đó. Và thần đấy mới làm khi tái sinh mình đấy, làm cho mình mạnh lại, mà mình hiểu được cái điều Chúa làm nên mình vận hành. Thành ra khi gánh nặng cứu mang chưa đủ đâu, sự sức giàu sốt sáng chưa đủ, nhu cầu tài nguyên chưa đủ, mà là cả cái chiến lược đấy, cả cái bức tranh toàn cảnh nữa. Vì cái thần thần khải tượng đấy để cho mình cái bức tranh toàn cảnh. Amen. Cái thần khải tượng cho bức tranh toàn cảnh. Tức là cho chiến lược đấy. Câu 11. Các thành phần của cầu chiến lược ông ấy, tất nhiên thành phần đây vẫn chưa xong, thành phần đây tôi theo tôi vẫn thiếu anh chị em ạ. Nhưng thôi theo cái giáo lý họ như vậy rồi. Thì thành phần cầu chiến lược chúng ta ở đây ông chỉ nói là lời tỏ ra từ Chúa thần sư tử thôi. Sức mạnh rước thôi. Thì đối với ông là như vậy. Còn đối chúng ta còn nữa cơ. Thành phần của cầu chiến lược là nếu mà cầu chiến lược thành phần cầu chiến lược thì chúng ta phải biết là thôi lời tỏ ra từ Chúa, lời bày tỏ của Chúa, thì chúng ta lấy mấy phần của ông ấy. Ở đây là đơn giản là cần sự giản dị và dũng cảm để các câu kinh thánh và sự tự tin trong lòng, rồi Chúa đổ Chúa Thánh Linh vào trong thần của bạn. Thì ở đây cái phần của ông đó là sự bày tỏ của Chúa Trời và thần sư tử hay thần mạnh sức ấy. Ở đây là lời tỏ từ Chúa, đây là thần bày tỏ và thần mạnh sức, chúng ta nói hôm nay như vậy. Thực ra các thành phần cầu chiến lược chính là bảy vị thần Chúa thôi, bảy thần của Chúa đó, đây vẫn chưa đủ đâu. Thần kính sợ Chúa, trợ sức khôn ngoan, mà thành phần cầu chiến lược đâu có chỉ tỏ ra xong đâu, tỏ ra chứ chẳng đã hiểu gì, không thể tỏ ra, nhưng mà còn phải sự thông, sự thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Chúa cơ. Nếu mà chúng ta trả lời thêm cũng được, bảy thần của Chúa cũng được vào đây được hết, là nó thành phần cầu chiến lược đấy, là tỏ ra Chúa là thần thần bày tỏ đấy, thần khôn sáng bày tỏ đấy. Ở đây thì chúng ta có thể cầu, nếu mà trên cái câu trả lời câu đấy thì có thể giải thích được tại sao sự tỏ ra của Chúa, tỏ ra là mình biết được chiến lược đúng không, biết cách thức thiện chiến lược đấy, rồi tiếp đó thần sư tử là sự mạnh mẽ, sự sốt sáng mạnh mẽ để chiếm cái miền đất đấy, chứ có tỏ ra mà không làm ấy thì lại ngồi không. Tương tự như là ông gì ông gì ông chúng ta nói sáng nay là ông gì ông Sauler đấy, à chứ ông Führer đấy, Führer được tỏ ra nhưng ông không sức mạnh sức, thì ra mấy lần ông bị sụp, ông rất là thích là đây là con của Chúa Trời mà, nhưng vừa mới được khen phát thì vừa ngay lập tức là bị Chúa quở luôn, là Satan lui, vừa mới nói rằng là vừa mới hứa rằng là con không bỏ ngài đâu, thì ngay hôm đêm, ngay đêm đấy luôn là Chúa 3 lần luôn đúng không ạ, rồi vừa mới được Chúa tỏ ra đi bộ trên mặt biển đấy, ok, nhưng mà không sự mạnh dạn dĩ đấy, nhìn nan đề hoảng sợ mà không sự dạn dĩ, thật sư tử đấy, thế là sụp xuống luôn, rồi lại nghe Chúa cho Chúa bao nhiêu, Chúa cho bao nhiêu cơ hội đúng không ạ, ông còn có được gì đó, được được có thể làm sứ đồ của dân ngoại nữa cơ, mà ông lại chối, ông ấy chần chừ mà ôi thưa ôi con không muốn luôn, rồi sao cái thằng follow như là đánh hết luôn, nên là chúng ta phải chiếm chiếm hết hay chưa, cái gì mà Chúa khải tượng cho bạn ấy, đừng có nghi ngờ, đừng có ôi cái này không được, cái này khó lắm, cái này đừng không một tí lăn tăn gì hết, nên tạ ơn Chúa là Chúa cho tôi từ hồi giờ tôi nhớ là cái gì tôi làm được, làm được, kể cả sau làm, cả sau mình làm te tua mình không làm được, nhưng vẫn cứ có phải làm được, con làm được, thì thành ra Chúa nhìn chuyện đó đấy, xong Chúa cho thêm nữa nhiều thứ nữa. Tại mình không đầu hàng mà. Nhiều người họ bảo là mình kiểu nói quá, phóng đại quá, mình sức quá, nhưng thực sự là Chúa muốn tìm người như thế mà. Thì mình tin, dám tin vào thế.
mình dám tin thì chú mới bày tỏ tiếp. Có những người bảo hư cái này không thôi, thôi thì mình khiêm tốn mình cái thôi, thôi nếu mà như thế người tự tự đóng cái hàng rào người lại, người tự giới hạn cái sự bày tỏ cho lại thì thôi, thì người tự trong đấy thôi, không cho đi nữa. Nên là phải sốt sắng và tin mạnh dạn đi thôi. Câu 12, câu cuối cùng đây là tại sao quan trọng uống nước đi thôi, nguyên tắc vận hành từ từ Đang chịu hết rồi. cơ bắp Đang phục là mấy cái đó, cái từ đó từ là gì? tại sao từ từ nào, Cái vòng 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 từ từ đúng rồi, nối vòng cho tỉnh ngủ đấy, tỉnh ngủ đấy. Từ từ là cần phải tương ứng mức độ đột phá mới. Anh đúng rồi, cái này anh nằm nằm vào cái chỗ nào mà anh đang mắc này được hết mà, tại cái chất liệu này quay rồi nó kéo người ra lại. rồi nó kéo nó mà mất anh vào chán này, đưa đêm làm cho vào chán, tỉnh ngủ tỉnh ngủ tỉnh ngủ vào chán. Nhưng thế tiếp nhá, tại sao sử dụng nguyên tắc vận hành từ từ? Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của trật tự mà, nên tấm lòng phải tương ứng với mức độ đột phá mới. Thì Chúa làm, Chúa bảo là tương tự như cái nguyên tắc về bầu rượu mới, bình mới đấy, nó đầy đủ hết, nó phải được tương tự. Và cái câu đó Chúa nói là ta sẽ không đuổi nó một cách nhanh chóng đâu, mà ta đuổi ra từ từ. Kẻo eo e kẻo như là mùi của là thú rừng ấy, nó đến nó cắn phá xem, tại mình thấy có nhiều đất hoang ấy, mình không làm thì thú rừng nó phá hết mà, nên là phải làm từ 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 từ. Đấy là trật tự, trật chú có trật tự mà, có trật trình tự. Nhưng chúng ta cũng giải thích đấy là vẫn sẽ đi tốc độ nhanh được, nhưng nó vẫn là từ từ đấy chứ, từ từ có nghĩa là theo trật tự đấy, từ từ không nghĩa là chậm chậm đâu nhá. Tại nhiều người cứ tưởng từ từ có nghĩa là chậm, đó không phải, từ từ là đi có trình tự, trình tự thì gọi từ từ. Nên là mình phải là làm theo trình tự. Tức là muốn đạt cái này thì phải nâng cấp cái phần mức độ gọi là gì ạ, mức độ thần linh của mình đã, mức độ thuộc linh của mình lên đã, tấm lòng của mình đã, nó tương ứng đã. Sau tương ứng rồi chú lại cấm bậc nâng cấp, tương tự như mình học đấy, học từ lớp 1 đúng không, sau lớp 2, lớp 3 từ từ đấy lên trên đấy, chứ không phải học một phát từ lớp 1 nhảy đại học luôn, mà từ từ. Còn ai đó học nhanh đấy, họ học lớp 1 nhưng họ có học chương trình của 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chứ họ làm thi được đấy, họ vẫn lên được đại học, họ tự thi được, vẫn được, nhưng mà vẫn là từ từ. Tại vì họ vẫn học chương trình của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà, họ vẫn học hết, họ chả thi được hết. Thực ra bề ngoài mình cứ tưởng họ từ lớp 1 họ nhảy lên đại học, nhưng thực ra không phải. Thực ra cái phần chìm của họ đấy là họ có trả thi những cái chương trình của 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rồi. Họ có làm hết rồi. Thì họ vẫn là từ từ, có tốc độ nhanh thôi nhưng vẫn từ từ. Rồi hết cái bài rồi nhá. Đấy, bài này bài có thể là nặng nhất của mục sư Husam, ngày mai ông sẽ hỏi vì là bài của ông nữa. Rồi còn cái bài thứ hai chắc là ông sẽ hỏi nhanh thôi. Bài thứ hai bản thân giáo viên cũng ra câu hỏi nhanh mà, giáo viên ông này ông vui vẻ, ông cũng nói là tôi chỉ có là ông nói với sinh viên đừng đừng có lo, yên tâm đi, tôi ra câu hỏi ít đơn giản lắm. Thì đó thế nhá, tại vì bài tập thì có phải nhiều mà anh, bởi vì ông giảng thế ông đọc kinh thánh hết đống này nhá, xong đi sách này sách này, ồ, thế này làm sao mà thế này thì thế khó lắm, thì mà không tôi đã gì câu giả đơn giản học cái mang tính chất mình đọc kinh thánh thì mình chỉ rất về lịch sử để mình biết cái chuyện xảy ra thôi, mình cần phải biết câu chuyện lịch sử, nhưng mà lịch sử thì nó không mang lợi cho mình ấy, mới là điều quan trọng. Thì thôi bây giờ mình chỉ biết ít nhất thế này này, là sẽ chuyển sang Nam ơi, nghe rõ không Nam? Shikara Ta ta đã ta 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 có gì ạ, ta thì không đâu chưa chưa thắp thì mình còn bài tiếp theo nữa. Nam nghe rõ không Nam ơi? Tức là mình nói tiếp này, nghe tiếp luôn. nói tiếp, nói tiếp, nói tiếp luôn cái bài luôn, tại mình thi mà. Nói tiếp về bài về lược thảo các thư tín của sứ đồ Phaolô dưới ánh sáng của công sứ đồ, tức là sách công sứ đồ ấy, cộng tác cùng với các thư tín của sứ đồ Phaolô cộng với nhau.
để mà thấy được cái quá trình hành trình truyền giáo của ông như thế nào. Ở đây nói về sơ đồ Sao Paulo mà là chính thôi. Và tài liệu thì đã cho tôi đọc câu sơ đồ, đặc biệt là từ 13 đến 28. Rồi khối 1 này, và chúng ta kiểm bài đọc này. Sứ điệp nào sứ đồ Phaolô được coi là mục sư? Rồi câu 2 là sứ điệp nào gọi là lao tù, sứ điệp nào gọi là giáo lý? Như vậy là chúng ta biết học rồi đấy, để thấy cái cấu trúc ấy, là sứ đồ Phaolô là có 14 cuốn sách đúng không? Trong tân ước. Cái sách Hebrew là cái sách mà tranh cãi với nhau thôi. Nhưng mà theo chúng ta ấy, được học ấy, thì sách đấy vẫn là sách của ông đấy, bởi vì có cái mật mã, hay nói là nguyên xương điển của Chúa Trời đấy, ở của anh em có mật mã câu đó. Và khối và 14 sách của ông đấy thì được chia làm ba ba khối, ba cái gọi là Mười bốn sách ông có 14 sách chia làm ba loại thư tín, ba loại sứ điệp, ba loại thư tín. Loại thư điệp thứ nhất là loại thư điệp gọi là mục sư, và câu trả lời anh chị em đấy đó là cách thứ nhất Timôthê, thứ hai Timôthê, và thư của Tít. Và cái khối thứ hai đó là những sứ điệp thuộc về lao tù, đó là bốn thư tín của ông đấy khi ở trong tù, đó là sách Ephesos, sách Colossae, sách Philip và sách Philemon, là tất cả cũng bảy sách rồi. Và sứ điệp được coi là giáo lý đó là bảy cái thư tín còn lại của ông đấy, là thư Hebrew, thư một Corinto, hai Corinto, Galati, một Thessalonica, hai Thessalonica và sách Hebrew. Thôi. Sau đó chúng ta biết rằng cái thư tín của ông gửi cho người Hebrew là tranh cãi, nhưng chúng ta vẫn tin rằng khối 2 bây giờ câu hỏi nhé. Sứ điệp mục sư được viết cho giúp mục sư đúng không? Thì đúng, là để cho hiệu để giúp đỡ hiệu chỉnh dạy dỗ sửa chỉnh của mục sư mà. Sứ đồ Phaolô viết về cách xây dựng hội thánh, cần làm việc gì, trách nhiệm mỗi người trong hội thánh, cách đặt tay phong chức chức vụ giám mục như thế nào, vân vân. Câu thứ hai là sứ điệp tù nhân, là sứ điệp mà sứ đồ Phaolô viết cho những anh em bị lao tù chứ ông không, không phải không không tức là nó viết cho các anh em bị lao tù không đúng. Ông ấy là câu trả lời là sai, bởi vì ông viết khi ông trong tù mà ông viết cho những người ở ngoài nữa, tất nhiên cả trong tù nữa, thì ông là sứ giả trong tù thì ông vẫn dạy trong tù thì ông không cần viết thư nữa, trong tù thì ông không cần viết thư người đấy. Rồi câu hỏi thứ ba là không phải tất cả những người đọc đều đồng ý là sứ điệp người Hebrew sứ đồ Phaolô viết đúng hay sai, thì đúng. Đấy, và chúng ta giải nghĩa ra là theo thứ hai của Thessalonica ấy, đoạn 2 câu 5 rồi đoạn 3 câu 17 18 đấy, ông ấy đã khẳng định là có kẻ mạo danh thư ông ấy để viết sự đến của Chúa, nên ông ấy quyết định phải nghĩ ra một cách nào đó để mà có mật mã riêng để khi ông viết thư ấy, mọi người biết rằng đây là thư của Chúa của ông ấy. Thành ra là khi chúng ta đọc một số câu kinh thánh thấy những câu đặc trưng của ông ấy là nguyền xin ân điển Đức Chúa Giêsu ở anh em hết thảy, ngay trong sách hai Tesalonica mà ông ấy cảnh cáo là có kẻ mạo danh, thì ông cho câu 18 ông cho luôn là cái mật mã đó là nguyền xin ân điển của Đức Chúa Giêsu ở cùng anh em hết thảy. Thì thực ra trong các đoạn kinh thánh sách Roma 16 20 đấy, một loạt mà anh tôi được kê ra anh chị ạ, và cả sách Hebrew 13 25 nữa cũng có cái câu đấy nữa, câu tương tự như thế là nguyền sự ân điển của Chúa Giêsu đấy ở tất cả cùng mọi người vân vân đấy, nên cùng với nhau thế. Và tại sao có tranh cãi với Hebrew, bởi vì là Hebrew viết bằng chữ Hy Lạp nhưng thuộc ngữ khác, khác với 13 thư còn lại, thì ra là họ họ không chắc chắn đấy là của ông ấy, nhưng mà bởi vì có mật mã kia thì ra là vẫn đoán đấy là của ông ấy, bởi vì sư Paulo ông ấy biết được 8 ngoại ngữ mà, ít nhất 8 ngoại ngữ. Ok, bây giờ khối 3. Khối 3 là nói về các hành trình truyền giáo, thì đơn giản thôi là hành trình truyền giáo đầu tiên thì gọi điều kiện như thế nào, là điều kiện là đi lòng vòng. Và anh chị em thấy chưa, là có cái bản đồ đấy, bản đồ truyền giáo này đưa cho anh chị em rồi đúng không, anh chị em dán nó ở đấy thôi, tức là truyền thống họ coi là ông chỉ đi 3 chuyến thôi, 3 chuyến, và chuyến thứ tư là chuyến ông bị bắt và giải từ Jerusalem về Roma để thụ án, và coi là truyền giáo thứ tư. Và truyền giáo đấy là không phải ông tự đi mà bị tóm cổ đi, không theo ý mình nữa, bị bắt về. Và thứ nhất, cái hành trình truyền thứ nhất thì được mang tên là đi lòng vòng, đi lòng vòng vì lúc ấy chưa có đội ngũ mà ông chỉ là được sai đi thôi, ông chưa là sứ đồ, ông chỉ là người tin Chúa thôi,
ông được được sai đi đi cùng mọi người khác, cũng đi từ hầu như đi từ Antioch của thành của Syria đấy. Ở mà cái vua lúc đó họ cũng xây dựng ra cái thành phố là Antioch, có 15 thành phố Antioch Antioch đấy. Nhưng mà Antioch ở Syria là khác. Antioch Syria là cái nơi mà ông ấy được học lời Chúa đấy, ông được lúc mà ông tiếp nhận Chúa đấy. Syria là tại vì ông ấy sang Đa Mách là Syria mà thủ đô đấy, để ông ấy định lấy cái chát để ông bắt để phá hoại hội thánh ở đấy, giết mọi người đó, thì bắt luôn xong đưa lên Antioch ở Syria luôn. Rồi hành trình thứ hai thì gọi là điều kiện tên là căn viên, căn viên là dây chuyền sản xuất, bởi vì lúc đấy là ông đi ông có kinh nghiệm rồi, ông bắt đầu ông rút kinh nghiệm rồi, ông đi là ông mang ông đi theo đội ngũ tổng cộng là khoảng 14 người được đào tạo. Họ đến một nơi thì họ thuê nhà ở đó, sau rồi họ truyền giáo, sau rồi nhóm có nhóm người rồi bắt đầu họ đào tạo, sau họ mới tìm và chọn đào tạo leader ở đấy, đấy. Họ, họ cắt leader ở đấy đấy trông tiếp cái hội thánh đó, họ đi tiếp, anh Mà chị em hiểu không? sao đọc trong công vụ các sứ đồ không thấy ông gây là có người đông, đi đông người một sư, con thấy chỉ có đi với ta với Timothée. Thì thấy nghiên cứu sẽ thấy tổng cộng như khoảng 14 người nghiên cứu đấy, không phải đi một lúc 14 người đâu, đi một hai người xong đi chỗ này một hai ba người, đi kiện hàng một hai ba người nữa, hiểu không? Xong có người khác lại đi theo tiếp. Và khi khi mà họ họ cắt 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 người ở đấy học rồi nhá, à, cắt học huấn luyện leader ở đấy rồi, xong bản thân ông lại đi tiếp, ông cùng ai đấy lại đi tiếp. Thế còn cái người leader địa phương đấy, mục sư địa phương ấy, thì lại cũng học để mà lại lại cũng 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 dạy dỗ mình đấy, xong rồi được nhận được cái thư tín của ông ấy, gửi đến thư tín giáo lý, thư tín mục sư đấy, để gửi đến để biết cách đặt quản nhiệm, đặt giáo đặt đặt gì nhỉ, đặt giám mục như nào. Mà sau đó lại họ đấy, bản thân cái người leader là mục sư địa phương đấy, họ đấy cũng nâng leader lên, sau bản thân họ lại đi tiếp đấy, thành ra đội ngũ của ông ấy nhiều thêm. Hành trình truyền giáo ấy, đi đi luôn. Đấy là căn viên là thứ hai nhá. Thứ ba thì mang tên là office, office người ta gọi office này mang tính chất văn phòng, tính chất office công ty văn phòng, bởi vì lúc đấy ông gửi sứ đội ngũ sứ đồ đi thôi, còn ông ấy bị viết sứ điệp. Và hành trình thứ tư cuối cùng là ông bị giải về Roma của tù nhân khác, và ông bị giết ở nơi đó, bị chặt đầu nơi đó. Thế thôi, ra hết. Cái bài này là một sự nói là ngắn. Nên như nếu anh chị em lên đọc cái những phần gì nhỉ? Cái phần mà tôi gửi cho anh chị em của cái giáo hội Công giáo, Tin lành Công giáo họ viết đấy. Thì họ cũng theo lịch sử thôi, mặc dù cũng một số con số có thể chênh lệch một chút. Chênh lệch về số 1 2 năm thôi. Tại người ta nói khoảng khoảng đến chỗ này thì họ cho là khoảng 5 59, chỗ này khoảng 58, chỗ này khoảng 60, không sao cả. Con số đến nó không đến nó quan trọng lắm. Để chúng ta biết cái trình tự nó đi như nào thôi, để biết sứ đồ Phaolô ông ấy làm thế nào, ông làm cái gì, ông đi học Chúa ra sao. Tất nhiên là cái người đấy họ viết đúng là lung tung, họ viết mang những sau đùa đùa để kể chuyện nào là ô nếu mà như thế thì là các nếu đưa cái luật này về Việt Nam thì thành ra các giáo hữu Việt Nam không được ăn tiết canh, tức là hóa ra họ vẫn ăn tiết canh, Đúng rồi. họ vẫn ăn tiết canh, có tiết canh lợn, tiết canh chó, tiết canh vịt từ đủ các thứ đó đấy, chứ Không thì nói thật đi bên ngoài dân ngoại hơi dân ngoại mà họ theo đạo cũng thế không. Rồi họ thỉnh thoảng cái người họ viết họ cái tác giả của bài viết ấy, nào thì họ chêm chêm vài câu của họ vào, nhưng mà chêm vào câu họ đùa đùa ấy, để viết và rồi đùa lòi lòi ra ra họ là đúng là cái dân đức ngoại, tin của đức họ tin họ chả là gì cả, họ không viết gì đấy thì còn không biết ai, không biết ai đến đức tin họ là cái gì cả, chỗ nào nhưng mà khi đúng càng là nói lại càng lòng đầy phản giấy miệng đối. nói ra mà thì ta biết là đúng người đấy chẳng biết gì Chúa cả, chỉ là đọc lý thuyết, chỉ đọc lịch sử mà xong kể kể mọi người. Thế nên ra vì thế mà anh chị em ạ, khi mà thấy người này biết nhiều đấy, đừng 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 có bị người ta hù dọa nhá. Thông thường chúng ta thấy ai đâu biết nhiều thế, biết nhiều thế, hù dọa thế, theo sau mình choáng, xong mình tự nhiên mình bắt đầu tự ti, ôi sợ quá. Ví dụ như là hồi đi Ba Lan nhỉ, thì ai không biết nhỉ, gặp cái cậu vịnh như đúng không, cái gì cậu biết cả, nó tốt đúng rồi. Người mà không tin Chúa mà à, người tin Chúa Bạn mà của yếu yếu thầy ấy à. cũng
giỏi Nhưng mà dữ đến khi liệu. mà cậu đã va chạm mình đấy thì câu trả lời gì, câu hỏi có gì mình trả lời hết, mà hỏi mà phải là để cậu về về phục cơ, đúng không? Họ thấy ù, chú mạnh thế cơ, chú của bạn lớn nhất thế cơ. Họ kể là cái ông nọ ông kia là to nhỏ chưa, ông đấy chỉ là một trong 400 triệu đại quỷ thần thôi, vẫn dưới chân con người. Ui, thế mà cái ông đấy là thứ to nhất rồi, thế mà theo cái đạo của bạn vẫn còn kém con người cả. Sắp sửa qua Mỹ có Năm. hai đứa con học Không, bên nhưng mà khi mình được tái sinh rồi nhá, mình biết rồi thì mình đừng đừng nhìn thấy cái gọi là biết hiểu biết của họ để mình choáng. Amen. Cái hiểu biết của họ để mà thúc đẩy mình, à mình cần phải học thêm nhiều nữa để mà có thể đối diện với họ rồi và về nhưng mà cần, nếu mà có thấy họ thấp hơn mình thì cũng đừng có kêu nào. đúng rồi, tất cả đều là được, cũng phải luyện vụ mình bày tỏ Chúa ra thôi. Chúa nói chuyện hết để bày tỏ Mình ra. không phải kiêu ngạo nhưng mà hơi tí ta đây. Nam nhé, đừng có kiêu ngạo nhé, ý là Pastor đang cảnh cáo Nam đấy. Rồi có hay. Nam ạ. Ngạo vô dây một sơ hay gì kiêu ngạo. Không có ý ý đó là mình nói mình đó, tại Nam, vì khi mà Nam đã chống chế rồi đấy, cậu đấy, cậu tại không biết vì lùa. kiêu ngạo cái gì mình đâu có cái gì đâu mình để kiêu người ngạo. ta biết thì mình học ở nơi người ta thôi. Alo, alo, anh chị em có thấy không? Nam thấy không? Thí dụ Đúng nhá, có thấy không? rồi. Khi mà đang nói chuyện mà nếu ngồi cạnh đấy ấy, thì mình biết là nói đùa. Yeah. Nhưng mà ở chỗ khác ấy, thì cứ tưởng thật. Còn đang nói đùa mà với một sơ kia tư học ý là con đang đùa lại là mình đâu có biết gì từ đâu mà Nam nói tưởng thật luôn, thấy không? Không hiểu nhau không đấy. phải. Nếu mà nói đùa đó thì Nam sẽ theo đùa chứ không phải là Kể cả cậu có nói là con đang trả lời thật thì mình lại cứ tưởng tưởng cậu đang à không, cậu con đang trả lời đùa. đùa thì mình lại tưởng cậu trả lời thật, thấy chưa? Tức là khi mà ở ở qua internet ấy, vẫn vẫn có thể cái chuyện nó không hiểu nhau, hiểu hết. Như vì ở cạnh ấy thì biết ngay, ở cạnh chỉ nhìn thấy mặt phát nhìn thấy với cả không khí nữa khác ngay, còn ở trên này là không khí ảo mà, cái gì qua thôi nó khác. Không, cái đó là có đó. Tại vì khi mà mình được thay mình được gọi là gì? Anh Thủy biết mà khi mà mình được tái sinh đó, Được. đó mình được sự thông sáng của Chúa rồi đó Được. thì mình thấy chủ tịch đó. Thì em nói là những ông mà thứ được cũng là ban điều hành ban chủ tịch ở nhà thờ đó hay là các cha đạo đó mà giảng người làm mình ngát đó thì vậy họ làm trong chức vụ lớn chứ Được. nhưng mà tại sao mà giảng một bà câu lời Chúa nó không ra mình chờ mong cái câu này quá hay nó sẽ biểu lộ ra mà không ra thì đó nổi cái nho nhỏ đó là mình đã thấy được rằng ồ trong cái trí sáng đó là Chúa đã cho mình đã hơn được như vậy rồi thì ý em nói là khi mình được hơn thì mình cũng đừng có ta đây là em đang nói Đó. em đây là anh chị Amen. Em Thủy ơi, em nhắc nhở em Thủy nhiều lần rồi nhá. Em Thủy viết trả bài tập đấy, phải nhớ là tên này, không chấm hoát này, sau đó tên của bài học. Chứ không phải Thủy Phạm sách công vụ các sứ đồ, mình có học sách công vụ sứ đồ đâu. Thủy Phạm chấm lược khảo các thư tín của sứ đồ. một sư cường ơi. Dạ. À, cái account nó không có, chấm phẩy nó không có save được. Nó nằm ở trong cái phone. Chính vì vậy em làm nguyên một hàng lèo như vậy á chứ em cũng không cam. Chưa xong, vẫn không, kể cả dấu chấm không có thì ít nhất cũng phải là gì ạ, sách công vụ các sứ đồ, mình có học các sách công vụ sứ đồ đâu, như thế đâu, mình là lược khảo cái đề tài, phải đúng cái đề tài cho nó cho chuẩn. Vậy thì bây giờ cái đề tài nó như thế nào đây bây giờ từ hồi chiều giờ nó lót cái account không em không mò ra được này. Lược khảo. Lược khảo các thư tín Chút xíu ha để Không biết đấy xóa thì nhìn được khởi thì ít, em cũng phải nhìn ví dụ bài dự Pastor Hoài Hương này, cũng biết thế Pastor Hoài Hương này cũng không có dấu chấm nhưng ít nhất có dấu gạch, thấy không? Mình không dấu chấm thì bây giờ người sao mà sửa được ta cũng không biết sửa sao đây. ta đổi tên đấy, lúc mà rename đấy. Rename biết rồi nhưng mà để không biết sao mà cái account nó bị lock rồi chứ chung
nó bị nó để pending mà nó cứ biểu sai hoài vậy chứ tiền Pending hả? Trung. Yeah. Ừ. Mà đợt này mua cái account này là mua xài Thôi, ok xong xong mình tắt tắt đi. đi nhá, tắt đi để mà Ok. tôi cầu nguyện đi, cầu nguyện bây giờ ai cầu nguyện kết thúc đi nào. Tắt rồi cầu nguyện đi cho xong kết thúc đi. Dạ, để cha kính yêu chú con, cảm tạ nguyện thiên cha cho chúng con ôn lại những bài thi này. Tâm lời của Chúa trở thành thịt trong đời sống của chúng con, để những lời cầu nguyện của chúng con là chúng con biết kêu danh của Ngài, để thực hiện ý muốn của Ngài dưới đất cũng như trên trời, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện một cách rất là chiến lược như Ngài đã dạy dỗ cho chúng con, để chúng con đạt đi từ một mục tiêu đến mục đích lớn của chúng con. Luôn cảm tạ Chúa và xin Ngài đổ thần của Ngài đầy dẫy trên đời sống của chúng con, để chúng con nhìn mẫu gương của sứ đồ Phaolô bất chấp tất cả để mà đạt tới phần thưởng và tới Mão Triều Thiên mà Chúa đã dành sẵn cho chúng những con người dâng mình cho Ngài. Và chúng con đã nhìn thấy biết bao nhiêu những cái mẫu gương của sứ đồ, và nhất là sứ đồ và Phaolô mà chúng con học ngày hôm nay. Và xin Ngài cũng đổ đầy thần của Ngài đầy dẫy trên chúng con vào trong buổi thi ngày mai. Và xin Ngài cũng bổ sức cho từng anh chị em của chúng con, cho người thầy giáo sư của chúng con cũng như là mục sư Ruslan, và tất cả những con người luôn hướng về nước của Ngài và đạt được một mục đích lớn. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Chúng con cũng cảm tạ lời khen cha cho chúng con một cuộc tuần qua được sống ở trong Ngài. Và chúng con cũng chuẩn bị ngày mai sau buổi thi chúng con lại có những buổi thờ phượng với nhau, chúng con ngồi lại với nhau để chúng con cần thi triển tất cả những sự bày tỏ của Ngài cho chúng con trong hội thánh của Ngài. Chúng con xin dâng một buổi tối Ngài cũng làm việc tiếp tục trong tiềm thức của chúng con trong giấc ngủ, và Ngài cũng làm việc, thánh linh của Ngài cũng vận hành ở trên tất cả các anh chị em ở Việt Nam của chúng con, để cho chúng con ở trong một đội quân đặc nhiệm trong sự trật tự của Ngài, để chúng con bày tỏ giá quy tắc giá trị nước trời cho tất cả mọi nơi mà chúng con đụng chạm tới trong ý tưởng cũng như là thực thể. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúc lành anh chị yêu quý. Amen.